Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu về cái máy sông khí dung NEC801 của hãng Omron. Đây là một cái dòng máy sông khí dung dành cho trẻ em và người lớn trong những gia đình mà nhỏ, ví dụ như là có khoảng 1-2 người cần dùng đến cái máy sông. Thì đây là một cái máy sông nhỏ gọn, có thể nằm gọn ở trong lòng bàn tay và chúng ta có thể dễ dàng di chuyển khi cần phải mang máy sông đi theo người. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái máy sông cũng như cái công năng và cái sử dụng, cái hướng dẫn sử dụng cho cái máy sông khí dung. Chúng ta sẽ cùng review cái máy nhé. Đây là cái hình của cái máy sông và đây là bộ phận động cơ, còn đây là cái cốc thuốc, đây là cái ống ngậm và đây là cái dây nối giữa máy và cái cốc sông. Và cái máy sông này thì có kích thước hạt của nó là khoảng trung bình là 3 micromet và cái trọng lượng của cái máy nó chỉ có 270 gram, nên rất nhỏ gọn và có thể tiện dụng mang đi theo. Và bây giờ mình sẽ mở máy ra cho các bạn cùng xem. Đi theo máy sẽ là một phiếu bảo hành và chúng ta cần phải giữ cái phiếu bảo hành này, vì phiếu bảo hành có giá trị trong vòng 2 năm và chúng ta giữ cẩn thận. Nếu như mà chúng ta cần sử dụng thì sẽ mang phiếu đi để bảo hành. Và đây là cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Và đây là máy ạ. Máy rất là nhỏ gọn, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là cốc thuốc. Đây là bộ đổi nguồn adapter. Và đây sẽ có hai cái mát, một cái mát dành cho trẻ em và một cái mát dành cho người lớn. Và đây là một cái ống ngậm để cho chúng ta ngậm vào miệng. Còn đây là dây sông. Đi kèm thêm đó là miếng bộ lọc khí. Cái miếng lọc khí đó thì khi nào mà máy bị bẩn thì chúng ta có thể thay ở đây ạ. Dưới đây. Chúng ta khi nào thấy cái miếng lọc khí này nó bẩn hoặc nó có đổi màu, không còn là màu trắng nữa thì chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta thay bằng một cái miếng khác. Về cái máy sông thì cái quan trọng nhất đó là cái độ mịn của cái hạt. Cái độ mịn của cái hạt thì nó sẽ giúp cho thuốc sẽ đi được tới vùng điều trị. Ví dụ như hạt trung bình là 3 micron thì sẽ có những hạt nhỏ hơn thì nó sẽ đi xuống được tới phế nang và phế quản để giúp cho đưa thuốc đúng tới vùng điều trị. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho người bị bệnh sẽ mau lành bệnh. Và cái máy sông này thì chúng ta dùng trong các trường hợp mà như sau. Ví dụ như bệnh theo mùa hoặc là những bạn mà bị các cái bệnh như dị ứng phấn hoa hoặc là bụi nhà, hoặc là những người mà bị mắc những các cái bệnh như viêm tắc phổi mãn tính COPD thì chúng ta có thể sử dụng máy sông bằng thuốc theo đơn của bác sĩ. Và thứ hai đó là chúng ta sử dụng nước muối sinh lý 9/1000 để chúng ta có thể tự sông và làm sạch đường hô hấp tại nhà. Thì bây giờ mình sẽ cắm thử, cắm để cho máy chạy để chúng ta cùng theo dõi. Với cái máy sông như này thì chúng ta có thể là vừa ngậm được ở miệng, vừa chụp vào toàn bộ khu vực mũi và có thể dùng thêm cả một cái càng sông mũi để chúng ta sông thẳng vào vào mũi. Đây ạ, mình sẽ cắm vào đây. Rồi, ok. Đây là cái cốc thuốc.
và chúng ta phải lắp cho nó đúng theo thiết kế. Ở đây chúng ta sẽ phải lắp đúng theo thiết kế. Thì nếu chúng ta mà lắp sai không theo thiết kế là sẽ không chạy được. Đây ạ, các bạn nhìn thấy hai cái mũi này nó giống nhau thì nó sẽ phải nằm như này, nó mới khớp được lại với nhau như này. Còn nếu như chúng ta mà để ngược như thế này, chúng ta cố tình lắp vào thì nó cũng sẽ vẫn vào. Tuy nhiên thì nó lên cái khí dung rất là yếu hoặc gần như là không lên. Đó, thì chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta lắp cái bộ phận. Còn đây là cái lắp đậy. Cái lắp đậy này thì chúng ta có thể mở ra mở vào được. Nếu như chúng ta muốn xông nhanh hơn để cho nó chóng hết thì chúng ta tháo cái nắp này ra. Đấy, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ đậy lại, và tốt nhất là chúng ta nên đậy lại. Vì nó có nhanh hay chậm thì nó cũng không giải quyết vấn đề, mà quan trọng nhất là nó phải thuốc nó phải vào được vùng điều trị. Chứ nó mà cứ phun phè phè thì cũng chỉ có tác dụng là làm sạch đường hô hấp ở trên thôi. Ví dụ như là khoang mũi, khoang miệng, chứ thuốc nhiều khi nó không xuống được dưới vùng điều trị. Và đây giờ mình sẽ bật lên cho cả nhà cùng xem nhé. Đó. Đây là cái lượng khí dung nó lên này. Có thể ở đây là ánh sáng thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Đây là cái lượng khí dung nó lên. Máy chạy thì rất là êm và rất là nhẹ. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái mắt chụp vào đây ạ. Sau đó chúng ta sẽ quàng hai cái này ra bên quàng để lấy trên tai, và cái này chúng ta sẽ chụp vào cái khoang miệng của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ bật máy lên. Về cái máy xông thì nó cũng rất là đơn giản đấy ạ. Và chúng ta có một số cái lưu ý sau khi dùng xong thì chúng ta sẽ vệ sinh máy như thế nào cho phù hợp. Thứ nhất, chúng ta tháo phụ kiện ra. Cái thứ hai, khi chúng ta xông hết thuốc ở trong này rồi thì chúng ta sẽ cho một chút nước ấm vào trong cái cốc xông. Sau đó chúng ta đậy lắp lại như thế này. Sau đó chúng ta bịt thật chặt, và chúng ta bịt được hai đầu, chúng ta xúc thật mạnh, xúc thật mạnh vào. Sau đó chúng ta đổ cái nước đó đi là nó sẽ sạch cái cốc. Cái thứ hai là cái dây xông. Cái dây xông sau khi chúng ta xông xong thì chúng ta tháo máy ra và chúng ta để như thế này. Sau đó chúng ta bật trong vòng độ khoảng 3 phút đến 5 phút cho nó đẩy hết các cái nước còn dư đọng ở trong cái ống ra ngoài. Cái việc này thì nó làm cho chúng ta là bảo dưỡng cái máy và giúp cho lần sau chúng ta xông nó không bị đọng nước hay là bị tắc trong cái quá trình mà mình sử dụng. Đó. Và cái bên trong mỗi cái máy của Obron thì ở đây là cái máy C801 thì nó sử dụng cái công nghệ van ảo. Và cái máy này thì khí dung có lên được hay không là do cái cốc này và cái bộ phận cốc, trong đó có cái van. Đã, cái van thì chúng ta nhìn thấy như thế này, họ đã thiết kế như thế nào chúng ta cứ thế chúng ta dùng, chúng ta không thay đổi thiết kế. Ví dụ mình có thấy một số người thì thấy cái máy nó lên chậm quá thì bắt đầu là lấy kéo cắt cái đầu này đi, hoặc là dùng một vật gì đó thông cho cái ống này nó rộng ra để cho khí dung lên mạnh hơn. Nhưng thực ra chúng ta làm như vậy là coi như là toi luôn, vứt luôn cái cốc này đi và chúng ta phải mua một cốc mới. Ở đây hãng thiết kế như thế nào chúng ta cứ thế chúng ta dùng, chúng ta không thay đổi về thiết kế bên trong. Và cái này là cái video của mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy xông do những người mà có những các cái bệnh lý về đường hô hấp, mà như bị viêm tắc phổi mãn tính, hoặc là mình những bạn mà bị viêm xoang
đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng máy xông khi mà chúng ta trong những ngày mà thời tiết thay đổi, hoặc là những ngày mà chúng ta ra ngoài đường gặp phải khói bụi nhiều, thì chúng ta về cũng có thể xông rửa bằng cái máy xông này. Và có một cái lưu ý nữa, đó là ở trên cái cốc nó có chữ mắc, thì chúng ta sẽ không để nước quá cái vạch mắc như vậy, vì nếu như chúng ta để quá cái vạch mắc thì dung dịch này sẽ khó có thể tạo thành dạng xương, và nó nhiều khi nó có thể là cái máy của nó sẽ bị e. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cần nhớ là trên đây nó có chữ mắc, là chúng ta chỉ cho tối đa là mắc. Vì bình thường nếu như chúng ta có đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng chỉ cho chúng ta thuốc, khi mà kết hợp mà hai loại thuốc kết hợp với nhau thì nó cũng không đến 7 ml, thành ra là nó sẽ không vượt quá mức mắc. Cái này quá mức mắc là chỉ có những trường hợp mà chúng ta sử dụng bằng nước muối sinh lý ở nhà. Đó là một số các cái lưu ý cũng như cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta làm sao đó mà sử dụng nó an toàn và đạt được cái hiệu quả cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.